à hôm nay tài khoản của anh nó bị lỗi, cho nên tiền thưởng á hôm nay nhận tiền mặt nha. Đây nha, đây là của Thuận nè và cô Tú nè, coi kiểm tra xem nó có đúng với kế toán không. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Rồi đây cô Phương đây. Dạ. Cái này là sao hả sếp? Cậu ơi, cậu có tiền chẳng không cậu? Cậu đổi giúp giùm tôi đi cậu. Ủa mà chú, có chuyện gì vậy? Cô ơi, bán cho tôi một hộp hồng sâm đi cô. Hồng sâm 6 năm tuổi ấy. Dạ, tôi gửi tiền. Thôi cảm ơn chú. Sao tiền lẻ không vậy? Dạ, chú thì cô đây là tiền để dành. Mỗi ngày tôi bỏ vô chút chút. Nay gom được mớ này, mua hồng sâm bồi dưỡng cho bà xã tôi. Trời ơi, thôi chú ơi,